Em chào cả nhà nhá. Các anh chị ơi, tối hôm nay em có một số sản phẩm giới thiệu các bác để anh em mình vào sưu tầm. Đây là một mặt bông hồng yên thủy này cả nhà này. Hồng yên thủy các bác nhá. Hồng yên thủy rất đẹp như thế này. Đây, cả nhà xem một giò hồng yên thủy đang có hoa. Cái này thì em quay hiện tại bây giờ nó rơi vào khoảng tầm 5 giờ chiều cả nhà. Đấy, 5 giờ chiều. Đấy, bông rất đẹp nhá các bác nhá. Ngày mai nó mở căng để em quay lại mời anh em mình xem. Thực tế thì em có một cái giò như thế này này các bác này. Đấy, đây nhá. Có một giò hồng yên thủy mà đang có rất nhiều ki. Thứ nhất là hoa đang nở như thế này. Trên thân hoa các bác nhá. Trên thân hoa. Em giới thiệu các bác là có những cái ki hồng yên thủy, em nói là có cái thước ông đây này. Ki trên thân cả nhà này, bây giờ chưa ra rễ nhá. Hiện tại bây giờ nó rơi vào khoảng mười mấy sen rồi các bác ạ. Mười mấy sen rồi. Đấy, em sẽ bán cho anh em mình những cái ki mà sau này nó ra rễ các bác nhá. Ra rễ, cái riêng cái này thì em có thể cắt khúc được cả nhà. Có thể cắt khúc được. Em sẽ nuôi hộ các bác là khi ra rễ này. Đấy, em sẽ giao cây cho cả nhà nhá. Bán bây giờ bán luôn ở trên thân hoa như thế này. Đấy, một ki là em bán 1,5 triệu các bác nhá. Ở đây em có mấy ki này? Có 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 ki. Đấy, không cần bảo hành nữa cả nhà. Đấy, không cần bảo hành nữa nhá. Bác nào mà có nhu cầu thì cứ đăng ký với em. Đăng ký, rồi em sẽ nuôi cho. Bây giờ giả sử bây giờ nó rơi vào khoảng tầm 12 sen rồi. Đấy, nhưng mà khi mà ra rễ thì em nghĩ là một cái ki như thế này sẽ gửi cho anh em mình là khá dài đấy các bác ạ. Khá dài. Có thể nó rơi tới khoảng 20 sen. Tùy các bác nhá. Đấy, thì bán có 1,5 triệu cho một ki thôi. Khi nào ra rễ. Đấy, các bác nào đặt thì anh em mình mua chuẩn hàng luôn. Chuẩn hàng, chuẩn bông các bác nhá. Đấy, đây. Rất đẹp như thế này. Đó. Em chỉ bán mấy ki này thôi. Cái giò nái thì em để lại. Đấy, cả nhà tối nay bác nào có nhu cầu vào sưu tầm cái dòng hồng yên thủy nhá các bác nhá. Rồi tiếp theo này anh chị này. Tiếp theo có 5 cây trăng Phú Thọ cả nhà xem đã không? Đấy, bông rất đẹp nha. Bông này do nó yếu thôi. Bông nó nhỏ nhưng mà cũng rất đẹp này các bác này. 5 cây trăng Phú Thọ thì hiện tại bây giờ em có rất nhiều những cái chậu to nhé các anh chị nhé. Chậu to bán giá rẻ thôi. Đấy, bán giá rất rẻ cho anh em sưu tầm. Thì tối nay em có một ít hàng đang có nụ. Đang có nụ có ít thôi, không có nhiều. Nhưng mà cũng có những cái chậu mà đang có rất nhiều nụ các bác nhé. Đang có rất nhiều nụ. Thì anh em có nhu cầu làm một cái giò này về chơi. Đấy, tối nay 7:30 nhá. 7:30. Đặc biệt cái dòng hồng yên thủy này này các bác này. Để anh em mình sưu tầm những cái ki mà cỡ này mà em nuôi, nếu mà ra rễ giao cho anh em chắc phải được 20 sen. 20 sen. Rồi nó có thêm một số loại nữa, đó là HO đang có nụ nhá các bác nhá. HO đang có nụ. Đấy. Đây, đang có nụ nhú như này này. HO để có nụ là hơi khó đấy. Đó. Đây các bác này, đang có nụ như thế này nhá. Và có những cả những cái dây ki. Đấy, có cả những cái dây ki. Đây. Những cái giò to để cho anh em mình sưu tầm nhá. Đấy, 5 cây trăng HO có rất nhiều này. Tối bán ki, bán rẻ cho các bác. Đấy, ví dụ những ki này em bán cứ 100.000 hai ki này. 100.000 hai ki. Đấy, tách được những cái rễ như này, những cái ki đang có rễ. Rễ ra đảo. Đấy, có rất nhiều nha các bác nhá. Rất nhiều. Đây. Những cái chậu như thế này. Đấy, 7:30 mời anh em mình vào. Tiếp một mặt hàng nữa các bác nhá. Một mặt hàng phải nói là hiện tại bây giờ đang rất sôi động này anh chị này. Đấy, thì em có những cái giò nái. À, đây các bác nhìn này. À, cái loại tiếp theo em giới thiệu với cả nhà đó là 5 cây trắng võ tòng các bác nhé. 5 cây trắng võ tòng Lâm Thồn đây. Đấy, thì hôm qua em có bán một số cái ki cho anh em rồi. Thì hôm nay có những cái giò nái nhá. Có rất nhiều bác hỏi em giò nái thì hôm nay có này. À, về Lâm Thồn thì nó có cái đặc điểm rất hay này anh chị này. Đấy. À, các bác nhìn cái cánh hoa này. À, mũi này. Đấy, độ bệt nó cao các bác nhá. Bông rất đẹp. Thì em có những cái giò mà giò Lâm Thồn đang có mầm gốc này, rất nhiều mầm gốc này. Đây này. Đó, đây, 1 này, 2 3 4 5 6
Đấy, kỳ chi chít nhá. À, Ngọc Tâm. Đấy, Lâm Thồn đây các bác nhá. Đây, kỳ chi chít này các bác này. Đó. Đây không cắt kỳ nữa, bây giờ làm cái giò nái để anh em mình sưu tầm. Có được mấy giò các bác nhá. Có nhiều anh chị có nhu cầu đấy, nhu cầu thì tối 7:30 mời cả nhà vào sưu tầm. Đây mầm gốc này. Cái dòng Lâm Thồn này nó rất khỏe anh chị nhá. Nó rất khỏe. Đó, một cái bi này, bi thần thánh nhá. Ba mầm gốc này. Đó, kỳ này. Chi chít luôn. Đấy, có thể có cả hoa luôn. Đấy thì có mấy giò thôi. Có được 4 giò đẹp. 4 giò đẹp các bác vào sưu tầm. Tối hôm qua thì em có bán cái dòng bệt Ngọc Tâm. Đấy, bệt Ngọc Tâm. Thì hôm nay em quay trực tiếp luôn. Nhưng mà cái bông Ngọc Tâm này thì nó gọi là sắp tàn rồi anh chị ạ. Đấy, mời các bác gắm lại tí nhá. Bệt Ngọc Tâm này thì em vẫn còn một dây kỳ đấy. Hôm qua bán 200.000 một kỳ. Đấy, bác nào có nhu cầu anh em mình vào sưu tầm cái bệt Ngọc Tâm chơi. Đấy. Đây. Mũi bệt. Đó, cái này nó tàn rồi nhưng mà thôi quay đỡ để anh em xem. Nhưng mà bông nó mở căng đẹp lắm. Hôm trước em có quay ấy. Đó. Thì hẹn gặp anh em mình lúc 7:30 nhá. Vào sưu tầm rất nhiều dòng lan đẹp để anh em sưu tầm. Đấy. Rồi. Rồi tiếp sản phẩm ngày hôm nay này các anh chị này. Ngày hôm nay thì em giới thiệu các anh chị là cây lá sọc, cây điệp lá sọc các bác nhá. Lá sọc đây các bác này. Đấy. Em có những khúc lá sọc rất đẹp như thế này. Tất cả đều lá sọc các bác nhá. Có khoảng tầm mấy chục cái thì em bán cứ một mắt ngủ. Đấy, một mắt ngủ an toàn rồi các anh chị ạ. Em chỉ bán với giá 200.000 thôi. Đây các bác nhìn lá sọc rất đẹp nhá. Sọc này gần như là sọc âm dương đấy các bác ạ. Đấy. Rất đẹp. Cái nền nó nền vàng các anh chị ạ, nền vàng. Đấy. Thì tất cả những cái khúc này em cắt ra là có những cái khúc mà nó có nụ các anh chị ạ. Nụ thì em để hai mắt. Cho nên là khi chuyển cho các anh chị cái khả năng mà nó ra nụ thì nó ít. À, nó ít các bác nhá. Đấy, em cắt khúc. Cắt khúc như thế này về ương kỳ tự nhiên. Đấy, các bác nhìn cái độ sọc rất đẹp. Cái dòng này dòng ma bó nhé các anh chị nhé. Ma bó.